đại biểu quốc hội quy định với người về quê ăn Tết là phép vua thua lệ làng. Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên. Người dân vào tỉnh Bắc Cạn phải xét nghiệm Covid-19. Phát hiện mới về yếu tố di truyền ở người nhiễm Covid-19 mất khứu giác vị giác. WHO cảnh báo Covid-19 còn lâu mới kết thúc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức liên quan đến quy định cách ly của các địa phương. Chính quyền cấp thôn xã khóa cổng cách ly, vận động người dân không về ăn Tết là những quy định vượt rào so với chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Liên quan đến vấn đề này, mới đây đại biểu Quốc hội Lê Thành Vân gọi tình trạng trên là phép vua thua lệ làng, đi ngược lại với tinh thần thích ứng linh hoạt của Nghị quyết 128 Chính phủ Bộ Y tế đã có hướng dẫn các quy định thích ứng an toàn và yêu cầu địa phương không chống dịch cao hơn quy định. Song mỗi tỉnh thành đang đề ra biện pháp cách ly xét nghiệm khác nhau với người về quê ăn Tết. Thậm chí nhiều nơi chính quyền thôn xã vượt rào áp dụng biện pháp chặt chẽ hơn quy định cấp tỉnh thành phố. Để ứng phó, nhiều công nhân lao động, người dân phải về quê sớm hoàn thành cách ly để kịp đón Tết. Trước ngày khởi hành, họ thường gọi điện tới trạm y tế địa phương để hỏi về quy định, song vẫn ngã ngửa khi biện pháp của thôn xã khác so với văn bản chỉ đạo ban hành của cấp tỉnh. Tại Thanh Hóa, chính quyền thành phố Thanh Hóa vận động con em xa quê tạm thời không trở về nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Tại huyện Thiệu Hóa, lãnh đạo xã Thiệu Phú cử người khóa cổng giữ chìa khóa của gần 30 hộ dân có người từ các nơi về quê ăn Tết. Phía xã nói rằng các biện pháp trên nhằm phòng dịch bệnh để người dân ở quê bớt lo lắng vì sợ mất Tết. Chính quyền khóa cổng hạn chế người về không tuân thủ cách ly khiến dịch lây lan ra cộng đồng. Xã Thiệu Phú có một số ca hoàn thành cách ly xét nghiệm vẫn dương tính khiến người dân lo lắng. Chính quyền huyện Thiệu Hóa sau khi nắm thông tin đã chỉ đạo mở hết ổ khóa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định không ban hành quy định riêng biệt nào về các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 đối với người dân trở về từ các tỉnh, thành khác. Các biện pháp tỉnh áp dụng đều căn cứ nghị quyết 128 của chính phủ và các văn bản liên quan của ngành y tế. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân gọi tình trạng trên là phép vua thua lệ làng, đi ngược lại với tinh thần thích ứng linh hoạt của Nghị quyết 128. Theo ông, việc ra quy định máy móc làm khó người dân thể hiện một bộ phận lãnh đạo còn chưa thích ứng được với tình hình mới. Đây còn là biểu hiện của việc không tuân thủ quy định của chính phủ, chính quyền cấp dưới, chỉ lo giữ ghế mà không quan tâm tới việc người dân chịu phiền hà ra sao. Ông cho rằng lãnh đạo cấp tỉnh cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng này để các quy định được thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới, tới tận cấp thôn xóm. Nơi nào làm trái quy định thì cần xử lý nghiêm người đứng đầu. Như vậy, hiện tại các tỉnh thành đưa ra quy định kiểm soát người về quê ăn Tết, người vào địa bàn mỗi nơi một kiểu, không cần biết người dân đã tiêm mấy mũi vaccine. Trước tình trạng trên, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng, trong ngày 18 tháng 1 cũng đề nghị chính phủ chỉ đạo thống nhất trên cả nước bởi những biện pháp địa phương áp dụng đang hơi quá đà khiến người dân e ngại về quê dịp Tết. Cũng liên quan đến những vấn đề cách ly dịp Tết, khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, mối quan tâm lớn nhất của người dân Hà Tĩnh đang là măng, sinh sống, học tập tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, chuẩn bị về quê đón Tết. Đó là quy định phòng chống dịch Covid-19 tại quê nhà. Nhiều người lo ngại khi về quê sẽ phải thực hiện cách ly y tế hay bị khóa cổng treo biển gia đình có người về từ các tỉnh thành. Tại văn bản kết luận số 228 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nêu rõ, Hà Tĩnh chỉ đạo tiếp tục quản lý chặt chẽ người đến về Hà Tĩnh. Theo đó, yêu cầu bắt buộc người đến về trên địa bàn phải thực hiện khai báo y tế. Các biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, xác định nhiễm bệnh, thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Khuyến khích vận động người dân không thuộc diện phải cách ly, nhưng đến về từ vùng nguy cơ cao, tự giác thực hiện biện pháp cách ly tại nhà để phòng ngừa hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ông Nguyễn Tuấn, quyền giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết thêm, Hà Tĩnh chỉ thực hiện cách ly y tế đối với F1 hoặc những người chưa tiêm vaccine trở về từ vùng dịch COVID-19 cấp độ 3, cấp độ 4, vùng cách ly y tế. Còn những người dân từ các địa phương khác về đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, chỉ vận động cách ly tại nhà 7 ngày chứ không bắt buộc. Vị này cũng giải thích thêm, thời gian qua, Hà Tĩnh phát hiện rất nhiều người đã tiêm đủ hai mũi vaccine, đi từ ngoại tỉnh về vẫn bị nhiễm bệnh và lây lan cho người khác. Vì vậy, việc vận động người dân tự nguyện cách ly và nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, cộng đồng và đã nhận được sự đồng tình của người dân. Văn bản 5269 của Sở Y tế Hà Tĩnh nêu rõ, đối với công dân trở về địa phương từ địa bàn cấp độ dịch cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế, những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì vận động người dân cam kết cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Trong thời gian cách ly theo dõi tại nhà, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau sát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly 7 ngày tại nhà nơi lưu trú kể từ ngày về. Những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ phải cách ly 14 ngày, cách ly tập trung hoặc tại nhà nơi lưu trú, nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà. Đối với người đến về địa phương từ địa bàn cấp độ 2, cấp độ 1, thực hiện nghiêm khai báo y tế theo quy định và tuân thủ 5K. Như vậy, người dân về Hà Tĩnh đón Tết có thể hoàn toàn yên tâm, không có trường hợp khóa trái cửa như một vài địa phương đang làm. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, dịp Tết nguyên đáng nhâm dần Tỉnh Bắc Cạn vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh, thành phố khi về đến tỉnh Bắc Cạn phải xét nghiệm COVID-19. Tại Bắc Cạn, hơn nửa tháng qua, tỉnh đã phát hiện hơn 600 ca F0. Giữa ngày 18 tháng 1, tiếp tục phát hiện 8 trường hợp nhiễm bệnh tại huyện Bạch Thông nhưng chưa rõ nguồn lây. Do đó, tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tất cả người dân các tỉnh, thành phố khi về đến tỉnh Bắc Cạn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và hiệu lực trong 72 giờ thực hiện ngay việc khai báo y tế tại trạm y tế hoặc trung tâm y tế. Trường hợp không có giấy xét nghiệm phải xét nghiệm bổ sung ngay tại nơi khai báo. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính sẽ cách ly điều trị theo quy định. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 phải tự theo dõi tại nơi cư trú trong 7 ngày tiếp theo. Riêng người về đến từ vùng dịch cấp độ 4 phải xét nghiệm lại tại nơi khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định. Ủy ban dân tỉnh Bắc Cạn cũng yêu cầu các huyện, thành phố đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư trang thiết bị y tế, test nhanh theo phương châm 4 tại chỗ, theo dõi sát biến động dân cư để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ lây nhiễm dịch. Xin được chuyển sang phần thông tin hết sức quan trọng. Khuya ngày 18 tháng 1, giám đốc bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an cho biết, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Cụ thể 3 trường hợp này là những người ngủ tại huyện Bình Chánh, quận 11 và quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 1, bệnh viện 30 tháng 4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC với các trường hợp trên. Theo đó, vào ngày 15 tháng 1, bệnh viện 30 tháng 4 nhận được một số mẫu xét nghiệm đề nghị xét nghiệm PCR, kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 bằng quy trình TAPFEL. Tại đây phát hiện gen S bất thường, trong khi PCR các gen mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo bệnh viện. Ngày 16 tháng 1, các mẫu xét nghiệm được gửi tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để thực hiện giải trình tự gen xác định biến thể SARS-CoV-2. Chiều ngày 18 tháng 1, kết quả thu được 3 bộ gen từ 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho thấy cả 3 bộ gen này thuộc biến chủng Omicron BA.1. Đây được xem là ba ca COVID-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại cộng đồng và nhờ từ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên bệnh viện 30 tháng 4. Các trường hợp bệnh nhân trên cũng đã được báo cáo tới Sở Y tế Thành phố Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chưa có bình luận gì về thông tin trên. Trước đó, ngày 15 tháng 1, ba người này có triệu chứng đau họng và chảy nước mũi nên đến khám tại một phòng mạch tư, được lấy mẫu xét nghiệm phết họng, gửi bệnh viện 30 tháng 4 làm xét nghiệm PCR. Thành phố Hồ Chí Minh trước đó ghi nhận 30 ca nhiễm biến thể Omicron đều là người nhập cảnh và được cách ly theo đúng quy định. Trường hợp nặng nhất là một bệnh nhân 82 tuổi có nhiều bệnh nền từ Mỹ về Việt Nam, hiện tại được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau hơn 2 tuần ghi nhận những dấu hiệu tích cực về tình hình COVID-19 với những ca nhiễm biến thể siêu lây nhiễm Omicron mới đây, có thể đẩy thành phố Hồ Chí Minh về thời điểm căng thẳng chống dịch như tháng 7, tháng 8 năm 2021. Hiện tại trên thế giới đã ghi nhận những trường hợp tử vong bởi biến thể Omicron, mặc dù trước đó nó được dự báo là ít gây ra tình trạng nghiêm trọng ở người. Biến thể Omicron có đến 60 đột biến so với biến thể Vũ Hán ban đầu với 50 đột biến không mã hóa, 8 đột biến đồng nghĩa và 2 đột biến không mã hóa. Đáng chú ý là 32 đột biến về protein gai S là yếu tố kháng nguyên chính của các loại vaccine. Nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các chủng khác. Theo nghiên cứu mới đây, biến thể này còn có thể né được đến tận 4 mũi vaccine. Bởi thế, chúng ta hoàn toàn không được chủ quan, tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra. Xin được chuyển sang các thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, liều vaccine COVID-19 tăng cường đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới khi tác dụng đã được chứng minh. Giống như bất kỳ loại thuốc hoặc vaccine nào, liều tăng cường có thể gây ra các phản ứng phụ. Sự sụt giảm kháng thể sau liều thứ hai của vaccine – và biến thể Omicron xuất hiện đã thúc đẩy Vương quốc Anh triển khai chiến dịch tăng cường. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, mũi vaccine tăng cường cung cấp sự bảo vệ lâu dài chống lại bệnh trở nặng và tử vong. Phần lớn các tác dụng phụ của vaccine xảy ra ngay sau khi tiêm. Các biểu hiện gần giống như cúm, không nghiêm trọng, không kéo dài. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England, một dấu hiệu có thể xuất hiện sau 8 ngày tiêm. Phát ban có thể là dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng, chủ yếu xảy ra trong vòng 15 phút sau khi bạn tiêm. Nghiên cứu khi nhận các phản ứng trên da thường xảy ra ngay sau khi tiêm vaccine COVID-19. Khoảng 83% trong số hơn 15.000 người có phản ứng trên da ngay lập tức sau khi tiêm liều đầu tiên. Ngoài ra, 1% có phản ứng trên da chậm hơn. Con số này giảm sau liều vaccine thứ hai nhưng vẫn xảy ra ở một số trường hợp. 11 bệnh nhân đã phát ban ít nhất một tuần sau khi tiêm vaccine Moderna. Tình trạng này không tồn tại trong thời gian dài và biến mất trong vòng từ 2 đến 11 ngày. Đa số các loại vaccine COVID-19 đều có chung các phản ứng phụ như đau nhức, ở chỗ tiêm, đau đầu, ớn lạnh, mệt mỏi, buồn nôn, sốt, chóng mặt, yếu ớt, đau cơ. Mới đây, một nghiên cứu được công bố trên chuyên sang Nature Genetics vừa xác định một yếu tố nguy cơ mang tính di truyền liên quan đến việc mất khứu giác sau khi nhiễm COVID-19. Khám phá mới này được các nhà khoa học hướng đến gần hơn các phương pháp điều trị cần thiết theo NCB. Nghiên cứu khảo sát gần 70.000 người ở Mỹ và Anh dương tính với COVID-19. 68% trong số họ có triệu chứng mất khứu giác hoặc vị giác. Các nhà nghiên cứu tiến hành so sánh bộ gen của người bệnh bị mất mùi vị với người bệnh không có triệu chứng này. Kết quả tìm thấy một vùng gen nằm gần hai gen UGT2A1 và UGT2A2 liên quan đến sự khác nhau giữa hai nhóm bệnh nhân. Cả hai gen này đều được biểu hiện trong mô bên mũi liên quan đến mùi và đóng vai trò chuyển hóa các chất tạo mùi. Nhà khoa học Adam Oton, phó chủ tịch di truyền học tại công ty công nghệ sinh học và gen 23 Mỹ, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, Bắt đầu với số lượng lớn người tham gia nghiên cứu, chúng tôi đã nhanh chóng có được một số hiểu biết sinh học về căn bệnh này mà nếu không sẽ rất khó để tìm ra. Nghiên cứu cũng chỉ ra nữ giới có khả năng gặp phải triệu chứng mất khiếu giác và vị giác cao hơn 11% so với nam giới. Người từ 26 đến 35 tuổi chiếm 73% số người gặp phải triệu chứng này. Cơ chế giải thích hai gen UGT2A1 và UGT2A2 Liên quan đến triệu chứng mất khứu giác và vị giác hiện vẫn chưa được làm rõ. Các nghiên cứu trước đây lý giải việc mất các giác quan liên quan đến việc không bảo vệ được các tế bào cảm giác của mũi và lưỡi khi bị nhiễm Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, những triệu chứng hậu Covid-19 gây ra rất nhiều phiền tái cho người bệnh, bởi vậy cần được tái khám và điều trị theo phác đồ của bác sĩ sớm nhất có thể. Trong những ngày gần đây, một số nước như Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc luôn phải ghi nhận những kỷ lục đáng buồn về hậu quả của dịch bệnh. Tại Mỹ, mặc dù biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 được giới chuyên gia đánh giá là không gây nguy hiểm chết người bằng các biến thể khác, Thế nhưng, dự báo giới chuyên gia đưa ra ngày 18 tháng 1 cho thấy, nước Mỹ có thể sẽ có thêm khoảng 50.000 đến 300.000 người tử vong từ nay cho tới khi dịch giảm dần vào giữa tháng 3 tới. Kể từ giữa tháng 11 năm 2021 tới nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ vẫn liên tục tăng với khoảng 1.700 ca một tuần, và số ca tử vong được ghi nhận tại các nhà dưỡng lão cũng tăng trong hai tuần qua, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2021, bởi hầu hết người dân đã tiêm chủng số ca mắc covid-19 đặc biệt là biến thể omicron tăng cao ở nhiều bang và nhiều người có bệnh nền đã trở bệnh nặng hơn. Giáo sư Katrina Shea thuộc Đại học bang Pennsylvania, trường nhóm nghiên cứu tập hợp các mô hình đại dịch đã chia sẻ dự báo của nhóm với Nhà trắng. Bà nhấn mạnh rằng sẽ có nhiều người mắc covid-19 hơn trong thời gian tới, kể cả khi mỗi người cảm thấy chính mình ít có nguy cơ nhiễm bệnh hơn. Cũng theo giáo sư Shea Số ca tử vong của Mỹ sẽ đạt tới ngưỡng đỉnh vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại, số ca tử vong mỗi tuần thậm chí có thể còn vượt mức kỷ lục của năm 2021 và khả năng cao là do biến thể Delta. Bằng chứng nghiên cứu từ khoảng 70.000 bệnh nhân tại bang California cho thấy, biến thể Omicron gây ảnh hưởng nhẹ hơn so với biến thể Delta. Tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện, cấp cứu, thở máy và dẫn đến tử vong do Omicron gây nên thấp hơn nhiều so với các biến thể khác. Điều đáng nói là tình trạng quá tải tại các bệnh viện, thiếu y bác sĩ và các điều trị viên cũng là nguyên nhân đóng góp một phần vào tình trạng gia tăng số ca tử vong bởi người bệnh không được chăm sóc đúng mức. Theo thống kê của báo New York Times, hiện nước Mỹ mỗi ngày ghi nhận khoảng 800.000 ca nhiễm mới. Con số chưa phản ánh hết tình hình lây nhiễm COVID-19 tại đây bởi nhiều người tự xét nghiệm tại nhà hoặc nhiễm mà không xét nghiệm. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là đại dịch vẫn đang lan rộng vào giới chức cũng như từng người dân cần nỗ lực hơn nữa để có thể kiểm soát tình hình cũng như giảm thiểu số ca tử vong ngày càng cao. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây WHO từng đưa ra dự đoán đại dịch sẽ kết thúc vào năm 2022, thì mới đây tổ chức này đã phải lên tiếng cảnh báo các nước tuyệt đối không được chủ quan trước biến chủng Omicron và đại dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO A Adhanom Ghebreyesus hôm 18 tháng 1 cho hay đề cập đến biến chủng lây lan toàn cầu từ khi được phát hiện lần đầu ở miền Nam Châu Phi hồi tháng 11 năm 2021. Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn, nhưng cho rằng nó chỉ gây bệnh nhẹ là sai lầm, chứa nhầm lẫn. Omicron vẫn dẫn đến nhập viện và tử vong, ngay cả ca bệnh ít nghiêm trọng cũng đang khiến các cơ sở y tế quá tải người đứng đầu cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch này còn lâu mới chấm dứt. Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp với WHO Michael Ryan cũng cho hay sự gia tăng ca bệnh theo cấp số nhân, bất kể mức độ nghiêm trọng của từng loại biến chủng, đều dẫn tới gia tăng số ca nhập viện và tử vong không thể tránh khỏi. Tổng giám đốc WHO cho biết có dấu hiệu cho thấy sự gia tăng ca nhiễm nCoV do Omicron có thể đã tới đỉnh điểm ở một số nước, mang lại hy vọng điều tồi tệ nhất của làn sóng mới đã qua, nhưng chưa quốc gia nào thoát khỏi mối đe dọa. Ông nhấn mạnh cần phải loại bỏ khẩn cấp áp lực lên hệ thống y tế, đặc biệt ở những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm chủng thấp. Bây giờ không phải lúc vẫy cờ trắng từ bỏ, Tedros cảnh báo. Ông nói, chúng ta vẫn có thể giảm đáng kể tác động của làn sóng hiện tại bằng cách chia sẻ và sử dụng công cụ y tế hiệu quả, đồng thời thực hiện các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đã biết. Maria Van Kekhov, giám đốc kỹ thuật của WHO về COVID-19 cho hay mỗi tuần thế giới ghi nhận khoảng 45.000 ca tử vong do COVID-19. Đáng lẽ không nên xảy ra tình trạng này bởi chúng ta có công cụ trong tay. Dữ liệu cho thấy các loại vaccine COVID-19 hiện kém hiệu quả hơn trong bảo vệ chống lây nhiễm Omicron so với các chủng trước. Một số công ty dược phẩm đang trong quá trình sản xuất vaccine nhắm riêng đến biến chủng Omicron, nhưng WHO cho rằng đây chưa phải là phương án lý tưởng thoát khỏi khủng hoảng. Quý vị và các bạn thân mến, các loại vaccine hiện nay vẫn làm tốt công việc ngăn bệnh trở nặng, nhắc lại tầm quan trọng của đảm bảo phổ cập bình đẳng vaccine. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan, bởi như WHO cảnh báo, đại dịch này còn lâu mới chấm dứt. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo Sức Khỏe và Đời Sống. Hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!